Chào cả nhà nghe, bữa nay em dẫn cả nhà đi chợ cả nhà. Chợ này chợ Golden West cả nhà, Bắc Kinh đó nè. Đó, đông hết xe rồi cả nhà. Giờ mời cả nhà vô chợ với em nha. Cả nhà cho em xin một like, một đăng ký kênh cả nhà để em có động lực em làm những video độc lạ cho cả nhà coi. Gian hàng này gian hàng bán đồ chơi cả nhà. Ở gian hàng này bán đồ nghề này. Nóc đồ nghề hết. Kèn bố ốc vít rồi đủ nha. Bán đều lộn dụng không à. Đây mấy cái đồ lộn dụng lặt vặt không nha. Đây có cái máy gì lạ lắm. Đồng đạn này cũ quá. Xét hết trơn, hư. Chén dĩa ly nè. Đồ cục đá. Đây là đồ làm mũi chèn. Đây có mấy cái đá Thạch Anh. Còn cũ bình đây là bán giải đó kìa, giải rồi đẹp đẹp luôn, tỏ liền dưới đất vậy. Đây là cây trái nhãn, nhãn có trái này. Đây nữa. Như cái giường này, cái này vú sữa, cây vú sữa này cỡ 2 mét, 160 đô. Còn cây nhãn này là 85 đô, còn cây bên trong là 105 đô. Rồi có ổi nữa, có me nữa. Đó, ổi xá lì này, một chậu là 70 đô nha. Ổi xá lì 70 đô, cọc thái là 50, đẹp quá. Dạ, tao có cây này nè chị, có trái luôn nè, 50 à, chị lấy cái này được, cây bự này 85, có trái sẵn này chị về chứ xài đấy, khỏi mất công ấy. Có hồng giòn trái, chậu này 60, chậu hồng mẫn cầu, đủ loại cây cơ nha. Cây mẫn cầu, cây xoài nữa nè. Bên đây là giải, gian hàng giải kim chỉ. Cómo va a estar así.
Đây là hàng đồ cũ nữa nha, máy móc ở đây, lo karaoke, lo karaoke. Dưới là nữ trang. Bên đây là giày dép nha. Đây lan nữa nha, lan đẹp đẹp không nè. 12 đồng chậu nha. Lan đẹp đẹp không. Đây là gian hàng của người Việt bán dụng cụ nhà bếp. Dụng cụ nhà bếp, son, nồi, chén, chảo. Đây là gian hàng nước. Gian hàng nước của người Mỹ. Trên là phở nữa kìa nha. À, chỗ này là bán phở nữa. Ta đang dọn ra. À, để có phở nữa. Nước trên này, nước ta cũng đang dọn. Bên đây là giỏ phone, bán đủ các loại giỏ phone luôn. Giỏ phone hai mặt kính màn hình nữa. Đủ loại giỏ phone nha. Đây là gian hàng của mấy người China. Đây bán giày dép nha. Giày dép đồ nghề. Đây thì bán mỹ phẩm. Đây là nữ trang. Vàng giả quá nha. Đây cũng vậy đó. Đây là đồ chơi. Đây là giày. Giày này 25 đồng đôi cái nha. Đây 25 đồng đôi. Đủ hiệu á. Nike, Adidas cũng có. Xe điện, xe đạp điện. Đây lũ loại xe đạp điện anh em. Đây gian hàng bán cá này. À, mấy chị Việt Nam bán cá nè. Hello chị Liên, hôm nay cá ngon quá. À, cá mới ngon em, cá mới đem xeo ấy để em có tiêu để chứng mua đi. Cá này, mấy chị Việt Nam dễ thương lắm. Này cá hồng 5 đồng 99. Cá mú nữa nha, cũng 5 đồng 99, tôm nữa. Tôm biển 9 đồng 99 nha.
bự vậy vậy. Ốc nè. Bày bán quần áo. Áo kiến này nè, có quẹt hippo nữa nè. Quẹt hippo nữa nè. Đồng hồ, quá trời quẹt hippo. Đồng hồ mà kiến này bằng rồi nè. Cái cây rồi nè, nghe bàn phím con chuột rồi kia, nguyên bộ nguyên bộ này 50 sen. Đây ổi, mẫn cầu, mấy cái gao rồi nha, xương rồng rồi. Bón là cũng bán luôn nè, mấy chị đang bán. Đây thì bán mấy cái ly, một bộ này có 1 đồng nữa nha, mấy cái linh 1 đồng 1 bộ, yên linh với Germany không nữa nha, có 1 đồng cái. Đây nè, mạ vàng nè, có 1 đồng 1 bộ thôi nữa nha. Đó, này cũng vậy nè, mạ vàng như đèn đồng cái này. Đây đồ nghề, các loại đồ nghề thế nha. Đây mấy cái tượng, đồ cũ nhiều lắm. Chợ này đồ yên lình rẻ thôi nha, bán bộ ly trà dĩa gì con đồng. Đây mấy cái hộp đồ nghề, chợ này chợ Golden West đó cả nhà, đa phần người Việt không à, đa phần đi chợ người Việt chứ người Mỹ bán không nha, gần khu Phú Lộc Thọ. Đây là chơi cái sạp của người Việt mình lớn, bán bao tay, bán đồ chơi rồi con keo rồi. Đây có bán pin nữa kìa. Rồi mấy chị em dễ thương quá. Đây là đồ bảo hộ rồi, bao tay rồi. Chị Mỹ chừng nào về hú em nha. Thôi, nói làm thiệt nha. Thôi, nói chơi làm thiệt luôn rồi. Dạ. Thầy vườn cây có cái gì, nhớ chị Việt Nam. Ổi rồi nè. Sứ rồi nè, xả rồi. Rau thơm, rau ngò, đủ kiểu. Đây là tiệm sửa đồng hồ cũng của người Việt luôn. Đây là bán đồ ăn tiệc. Đây phải nhà hàng này bán đồ ăn tiệc. Đây đồ nghề đó. Này mấy cái máy cắt gạch, cắt cưa rồi.
Rồi giờ hàng bên kia là đổ đóng cái nha. Cứ món 2 đồng, 3 món, 5 đồng. Món nào cũng được lo cũng vậy. Món 2 đồng. Để có lo này cũng 2 đồng, món 2 đồng. 3 món 5 đồng. Quá trời người lựa luôn. Qua trên người lựa luôn nha. Bên đây giá khác. Bên đây người bán giá khác. Mấy cái máy computer rồi nước này có bộ nguồn là 550W, laptop. Đây có phải giải xuống hơi đây nè. Này nó không có hiệu nha. Xuống mân hơi mà không có hiệu. Đồ nó không có hiệu. Đây cũng bán bông hoa là quá trời. Còn bù đồng lắm. Đây là hàng đồ cổ nữa kìa nha. Sừng nanh tiền nè. Sừng nanh tiền các kiểu. Đây cũng vậy nè. Đá quý sừng nanh tiền. Và nữ trang. Đây áo nữ trang. Đây cũng đồ cổ luôn nha, bán mấy đồ antique ha. Đây mấy mũ nĩa lắc kê. Mũ nĩa lắc kê ha. Đây đồng hồ hai lỗ. Đây đá quý, đá đủ loại. AD5 85 AD5 85 85 85 đồng. Mình hỏi cái phone này cổ là 85 đồng nè. Anh Việt Nam anh mua đồ cổ. Anh đi săn đồ cổ. Đây có mấy xe đạp nữa nè. Đây đồ chơi không luôn. Đây bán nữ trang, nhà hàng này bán nữ trang bạc 19, 22, 17 đủ loại giá. Đây thì bán quần áo. Xe đạp cột nha. Đây là đàn guitar.
đây đồng nghề. Đó là một cái quán đồ thì bộ $1. Đây cái nhà đồng món cẩm thạch này, cài áo nó cũng đồng này. Chốt cái này đồng và cẩm thạch. Đây có cái máy chụp hình mini cũng đồng. Vàng vàng cũng đồng nữa. Nó vàng như kia thì cũng đồng. Hi. It's rack is five. Chốt hết bên này nha, đồng món, đồng món. Chốt hết bên này đi. Đây cũng nhiều nữa. Bên đây thì giá khác nha. Đây là kia bức giá. Ma'am, hello, hello. Yeah. One more. $2. $2. Okay. Yeah, I take it. Yeah. Đây cái chậu cẩm thạch này 2 đồng quý nha. Nhìn cái dây chuyền 2 đồng bạc, 2 đô. Yeah. 2 đô. Bạc mà bạc lắc ghê. Hai đồng một món. Đây quần áo cũ, đây đồ cũ nha. Rồi đây có cái dàn mixer này. Mixer lớn. Đây có cái đồng hồ pin nữa. Đồng hồ pin hiệu Bulova 2 tạ. Cái tạ này tạ nhựa nha, không phải tạ đồng. Yes. 25, that one 20. Let me see. This is the $10. Let me see. Để bán đủ thứ rồi nha. Đây bán đồ chơi 2 đồng một món. Đây ly chén dĩa này. Đây tạp chí thì 1 đồng. Nè, chúng ta có để giá đi. Cái dĩa anh này bự là 3 đồng nha, 3 đồng dĩa Inland.
đi xe đạp. Đi xe nít chơi đi. Xe nít chơi. Pásele. Qua cho xe đạp điện nữa nữa. Đồ chơi nhóc á. Quần áo nha. Gian hàng này everything là $1 cả nha. Everything. Đây mấy cái đồ châu Âu không nha, đồng món. Đây nè nè. Ly nè. England, made in England. Cũng quân đồng ở nhà đẹp lắm. Bông hoa nó khắc đẹp. Đồng món. Lên ta đang giao. Đồng món. Mấy cái chuông nữa, chuông gió đồng. Đồng món, đồng món. Đôi giày này cũng đồng nữa, da. Da cũng đồng. Nhà nhớ lục luôn. Nhân viên cũng một đồng. Mấy dụng cụ đồ nghề cũng đồng. Everything $1. Chỗ này bán bánh kẹo nữa nha. Chỗ này bán ba cái bánh kẹo luôn. Một đồng 25 sen nè. Đủ thứ. Mấy cái bánh kẹo ngoài chợ trời cả nhà mua nhớ coi cái đát nha. Nhiều khi nó hết đát. Phải coi cái đát kỹ. Tại cái đồ chợ trời không ai biết được nó hết ngày, hết hạn sử dụng. Ăn nhiều nguy hiểm lắm. Đây bánh dầu thơm. Hòa sứ. Đây bán quần áo. Và cái đồ bạc si này. Bạc si. We'll be right back.
đây là chợ nữa nha, buổi sáng vậy đó, đông người đông vui. Đây gian hàng và cái đồ mới mấy ông Phật đây. Đây gian hàng camera nha, bán đủ thứ camera. Đây là nữ trang đồng một món. Đây đồ nghề. Đây mấy cái tủ, mấy cái đồ để vẽ đem ra nữa. Đây một đồng nha, nữ trang như nhẫn rồi bắt cái đầu trên bàn này lắc dây kiền cũng đồng thôi, chịu khó lục nữa nha. Đây bán ghẻ nha. Trên bàn này nhóc đồ nghề hết trơn. Bên đây cũng vậy nữa. Quá trời đồ nghề. Đồ nghề không. No, he left to go get me coffee. Right here. So he left it. I think it's a set. Đổ đóng dưới đây nữa. The one in the bag, are the red, are they a set or no? Oh, separate. Okay, how much are those? Thấy nghe mấy. Đây nữ trang. Okay, $7. And then it's for the ones in the bag. Nón xe đua nè. Quá trời. Đây nón lính nha, 10 đồng cái. Thấy quân lục chiến nguy hiệu. Nón này 6 muối, 10 đồng cái. Nó mới xài nhỏ xíu nha. No. No, ni a mí me costó mucho. No lo cogiste porque la caja. Thôi ơi. Đây quần áo luôn nha. Đây quần áo quá trời. Đây có mấy game. Mấy cái game mà Nintendo hồi xưa nữa nha. Nintendo. Nintendo hồi xưa nhóc game. Đây quần áo này, áo lông. Đây bán thảm, bên kia bán ba lô. Video của em đến đây là hết cả nhà. Hẹn cả nhà video sau nha. Cả nhà cho em xin một like, một đăng ký kênh để em có động lực chung làm những video độc lạ cho cả nhà coi nha. Bye bye, bye bye cả nhà. Hẹn cả nhà video sau. Bye bye.